Lời nói đầu tiên như hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu cũng đến bệnh viện thành phố Ngã Bảy, phòng chạy thận và cấp cứu. Đây là một bệnh nhân nghèo khó khăn, bệnh thận giai đoạn cuối. Tên chi vậy? Là Nguyễn Nhân Di. Quê ở đâu? Quê ở Hòa Mỹ. Hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh khó khăn. Thầy Di nhờ giúp thầy Di nói đi, các nhà hảo tâm sẽ giúp. Các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ cho Di được mất tiền để đi về thận, thành tình cảm ơn rất nhiều. Vì đã xem thì quê ở Hòa Mỹ, thầy cũng chạy thận một tuần ba lần, thuộc hộ nghèo khó khăn. Mong các nhà hảo tâm có xem video này hãy hỗ trợ và chia sẻ giúp cho Di. Dương Hậu cũng xin chi cái quỹ từ thiện, quỹ đồng hành để giúp cho Di có tiền uống thuốc và đóng tiền viện. Anh Tony Bành 200.000, A Thiên 500.000, cô Quách Liên 200.000, cô Quách Ái My 200.000, anh Long Quách 100.000, anh Lâm Thường 100.000, Trinh Mai Diễm Hằng 200.000, anh Quang Hà Lưu và Chị Hồng 200.000, nhà hảo tâm 1 200.000, chế Lâm Long Lali 100.000, nhà hảo tâm USA 500.000, chế Muối Quỳnh 300.000, chế Quanh Lê 230.000, gia đình Phụng Liên Hoa Kỳ 300.000, cháu chế Muối Quỳnh 100.000. Số tiền quỹ đồng hành đợt 1 Dương Hậu sẽ trao cho Di là 3.430.000. Đây 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 400.000. Rồi 3.430.000 ha. Xin mời Di. Các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước chân thành cảm ơn rất nhiều ủng hộ cho Di được số tiền này để Di về bàn ăn cần nhưng giúp đỡ cho Di được vượt qua những khó khăn. Xin mình cảm ơn rất nhiều. Tiếp nối lời nói của Di, Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn tấm lòng Bồ Tát quý vị đã giúp cho Di có số tiền điều trị và uống thuốc. Đây là việc làm công đức ngàn lượng, Dương Hậu xin cảm ơn rất nhiều ạ. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Đây là Nguyễn Văn Di, bệnh thận giai đoạn cuối.